Các em thân mến, Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, Văn miếu Quốc Tử Giám là hai công trình được xây dựng để dạy học và thờ kính Khổng Tử cùng những bậc hiền tài nho học ngày xưa. Văn miếu được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, còn Quốc Tử Giám xây dựng năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông. Văn miếu Quốc Tử Giám giống như một ngọn nến luôn rực cháy, thắp sáng truyền thống hiếu học của người Việt. Bây giờ các em hãy cùng quan sát cách vẽ văn miếu Quốc Tử Giám đơn giản nhé! Thank you.
Cô xin chúc các em có những bức tranh thật đẹp về Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hẹn gặp lại các em trong những video lần sau nhé.